Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên từ ngày hôm nay 23 tháng 4, tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và khu vực Trung Trung Bộ thì sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng từ 35 cho tới 38 độ, có nơi thì nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể trên 39 độ. Sang đến ngày mai, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ mới xuất hiện tình trạng nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất vùng khoảng trên 35 độ. Cảnh báo đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 4. Thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh trưởng vật nuôi, nguy cơ phát sinh bệnh tật rất cao. Để hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết, bà con nông dân cần quan tâm và thực hiện một số biện pháp cụ thể như sau. Lưu ý là chuồng trại thì phải đảm bảo thoáng mát và thông thoáng, che ánh nắng chiếu trực tiếp vào nền chuồng và tường chuồng. Nuôi nhốt với mật độ vừa phải. Cần phải lưu ý thêm là tăng cường thức ăn xanh cho đàn vật nuôi, cũng như là cỏ tươi. Không nên chăn thả trâu bò sau 10 giờ trưa và trước 2 giờ chiều để tránh trâu bò bị cảm nóng, nắng nóng. Định kỳ phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi để đảm bảo an toàn khu dịch bệnh nuôi. Quay trở lại với tình hình thời tiết, trong vài ngày tới thì nắng nóng tại khu vực Nam Trung Bộ cũng như là ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì lại có xu hướng giảm. Nhiệt độ ở các khu vực này dao động quanh ngưỡng từ 20 cho tới 34 độ C. Về chiều thì có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi. Nếu như 2 năm trước, thời tiết bất thường khiến năng suất mỗi vụ lúa của hợp tác xã Anh Việt giảm đi đáng kể, thu nhập chỉ còn 80% so với mọi năm, thì từ nay, sau 7 tháng đồng hành và hỗ trợ của tổ chức OIF, được hỗ trợ cả về máy móc thiết bị và định hướng sản xuất, bà con trong hợp tác xã của anh không chỉ cải thiện phần lớn thu nhập mà còn gây dựng được thương hiệu đặc sản riêng, đạt chất lượng cao, mang dấu ấn đặc trưng của địa phương mình. Những cái thay đổi mà lớn nhất mà sau khi được tổ chức tài trợ cái dự án được tài trợ thì cái lớn nhất đó là cái về cái sản xuất, cái trong cái sản xuất á, thì người nông dân là người được hưởng lợi trực tiếp và họ đã được trang bị một số kiến thức nhất định trong cái sản xuất sản phẩm theo cái nhu cầu thị trường, nghĩa là mình sản xuất theo cái hướng an toàn, hướng hữu cơ. Bên cạnh đó cái như là các cái hệ thống máy được tài trợ đó thì hợp tác xã cũng đã thu mua cái lúa của bà con lại chứ không có để bà con bán lúa tươi như trước giờ thì cái giá cả giá trị nó không cao, thì hiện nay thì hợp tác xã thu mua lại và tổ chức xe xác đóng gói bán ra thị trường, do đó cái giá trị của hạt lúa nó cũng được nâng lên và cái thu nhập của người dân từ đó cũng được cải thiện. 2020 vừa qua thì tổ hợp tác sản xuất bánh tét của chúng em đó là gồm 20 thành viên, thì tất cả các cái chủ sản xuất đều là nữ, thì đã bị ảnh hưởng rất là nặng nề vì 3 đến 4 đợt lũ liên tục, thì khi đó thì tất cả các nguyên vật liệu như là gạo, thịt heo và lá chuối thì đã bị trôi. Cái dự án Off Farm này đã hỗ trợ cho chúng em về nguyên vật liệu và các cái công nghệ, thì chị em phụ nữ rất là vui mừng, cảm động và biết ơn. Với 8 dự án được triển khai ở Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, cả miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức quốc tế pháp ngữ OIF mang đến những giải pháp thiết thực, kịp thời,
qua đó giúp người nông dân nhanh chóng chủ động khắc phục thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Trước tiên, ngay từ những bước đầu tiên của dự án, chúng tôi đã muốn tiến hành theo phương pháp cùng tham gia để sau đó các bên thụ hưởng dự án có thể tiếp nhận và nhân rộng các thành tựu một cách dễ dàng. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn trong tương lai có thể củng cố và nhân rộng các dự án này tới nhiều đơn vị thụ hưởng hơn nữa, đặc biệt trong việc hỗ trợ chế biến sản phẩm, đa dạng hóa hoạt động và tạo điều kiện cho sự tự chủ của các hợp tác xã. Chúng tôi sẽ có những hỗ trợ kỹ thuật trong việc đào tạo lập hồ sơ dự án, tìm nguồn tài chính, nhất là những nguồn tài trợ dành cho phát triển bền vững. Tại buổi hội thảo, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF còn kêu gọi các tổ chức tham dự, khách mời tham gia quỹ pháp ngữ với phụ nữ với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái vực dậy sau khủng hoảng, tự tin tham gia vào cuộc sống cộng đồng và ra quyết định. Đồng Tháp là địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất cả nước với hơn 12.000 hecta. Để có được những trái xoài đạt chuẩn, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính, bà con ở nhiều vùng trồng xoài chuyên canh của tỉnh Đồng Tháp đã chuyển hoàn toàn sang canh tác hướng sạch, đảm bảo an toàn. Đối với nhà vườn thì chúng tôi sẽ sản xuất tốt theo cái yêu cầu của từng nước, của từng khách hàng. Nhưng mà cái quan trọng là đất được lâu dài bền vững không? Chúng tôi cần cái sự ổn định. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có hơn 47.000 hecta xoài, năng suất bình quân đạt từ 11 đến 13 tấn một hecta, sản lượng khoảng 568.000 tấn một năm. Trong số này, có gần 1.800 hecta xoài được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap phục vụ xuất khẩu. Năm 2020, xuất khẩu mặt hàng xoài đạt hơn 180 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, dù đang xuất khẩu mạnh, xoài Việt vẫn đang vướng phải các yếu tố về kỹ thuật. Chúng ta chưa có một cái bộ tiêu chuẩn thực hành sản xuất. Nếu như Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng này không kiểm soát được vấn đề dịch bệnh và vấn đề về dư lượng thuốc trừ sâu thì đừng bao giờ nghĩ đến việc xuất khẩu xoài. Để gia tăng xuất khẩu xoài, các chuyên gia đề nghị cần đầu tư nâng cấp các trung tâm kỹ thuật để thực hiện các nghiên cứu phục vụ dỡ bỏ rào cản kỹ thuật, thực hiện công tác giám định sinh vật gây hại, kiểm tra dư lượng trước khi xuất khẩu. Đồng thời, số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở xử lý, kết nối từ người nông dân đến doanh nghiệp xuất khẩu. Xúc tiến thương mại mời các đối tượng của châu Âu thăm Đồng Tháp chẳng hạn, thì chúng tôi cũng dự kiến sẽ tổ chức mời các đối tác tư nhân của Việt Nam sang châu Âu để tổ chức những cái sự kiện để làm sao tiếp xúc được khách hàng, tạo cái điều kiện cho đầu ra cho sản phẩm của trái xoài, một trong cái ví dụ của dự án. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chúng ta làm cho cái màu sắc, làm cho cái chất lượng của cái quả xoài nó tốt hơn, nó đẹp, nó bắt mắt hơn, nó ngon hơn, và đặc biệt là chúng ta có thể tiếp cận được với các cái thị trường là khó tính trên thế giới. Phấn đấu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu của ngành xoài Việt Nam sẽ nâng lên mức 650 triệu đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cần phải xây dựng bộ tiêu chí phù hợp, thống nhất về tiêu chuẩn chung giữa nước xuất khẩu và nhập khẩu xoài để giảm chi phí cho nông dân và doanh nghiệp, giữ hài hòa giữa xuất khẩu và thị trường trong nước. Được sản xuất theo phương thức canh tác hữu cơ, tức là sử dụng nhộng tằm làm thức ăn nuôi đồng trùng hạ thảo, cơ sở này đã đưa ra thị trường sản phẩm thuận tự nhiên, tức là giá trị dinh dưỡng gần như đồng trùng hạ thảo tự nhiên. Thế nhưng giá trị sản phẩm đang rất khó cạnh tranh với các sản phẩm đồng trùng hạ thảo giá rẻ được nhập từ Trung Quốc. Nguyên nhân là do cơ sở này chưa tham gia chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Cái tỷ lệ mà người muốn dùng cái đông trùng này thì rất là cao, mà trong đấy họ lại cứ nhìn về cái giá cả ấy, của hàng Trung Quốc và hàng công nghiệp ấy, họ lại có cảm giác như thế sao giá nó lại rẻ như thế. Trên thực tế là mình làm như vậy, nhưng mà cái phần mà mình làm ra cái giá thành ấy đúng thật là nó cao, đầu ra của nó cao hơn do mấy thị trường ấy, họ đang chào bán trà trộn rất là nhiều, cho nên của mình là đang gặp khó khăn là như vậy. Hiện thành phố Hà Nội có 141 chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Các thành tố trong chuỗi giá trị bao gồm nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước. Khi tham gia vào chuỗi giá trị, nông sản sẽ tăng năng suất, chất lượng và đặc biệt là tăng giá trị, từng bước nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tham gia vào đó thì chúng tôi sẽ có được cái doanh thu rất là đều, rồi thì người tiêu dùng họ cũng đã biết đến rất là nhiều. Đồng thời là khi mà họ đến các cái hệ thống để mua các sản phẩm thì họ sẽ
biết đến các sản phẩm của chúng tôi qua thông qua các chuỗi đó. Để mà lợi ích nhiều mặt nhất và cũng như là xây dựng được thương hiệu cho chính những cái sản phẩm thì chúng ta buộc phải theo chuỗi giá trị. Cũng như hiện nay như chúng ta thấy là nếu như những sản phẩm xuất khẩu, chúng ta không thiết lập được các hồ sơ sản xuất theo chuỗi giá trị, chúng ta cũng không xuất khẩu được. Và tiến tới cái thị trường trong nước thì chúng ta cũng cần khuyến khích cái việc mà đưa ra sẽ có các cái quy định về chế tài để mà cái sản phẩm nó phải tổ chức theo chuỗi giá trị. Như vậy chúng ta mới truy xuất được nguồn gốc. Tại diễn đàn hôm nay, 14 chuỗi giá trị liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản đã được ký kết. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp tạo ra vùng nguyên liệu lớn, mở rộng sản xuất, nâng cao vị thế cho nông sản thủ đô.